Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tương lai Việt Nam sẽ ra sao sau đại hội 14? Ngày 14 tháng 8, AFA tiếng Việt bình luận, tương lai Việt Nam tại đại hội 14 sẽ được định hướng về đâu, theo hứa hẹn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. AFA dẫn lại phát biểu của Tô Tổng khi đọc văn kiện tại cuộc họp với Thường trực tiểu ban văn kiện đại hội 14 ngày 13 tháng 8. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ là mốc son mới trên con đường phát triển đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, cơ dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho rằng, về hình thức, văn kiện được đọc bởi ông Tô Lâm thực chất không phải là một văn bản trơn tru và mạch lạc, mà nó là một mớ lộn xộn các câu chữ trộn lẫn vào nhau. Nếu viết ngắn gọn lại, có lẽ cũng chỉ hơn 10 câu và đó là những câu chung chung. Nội dung văn kiện không có gì mới, nó là những gì xào nấu lại từ những văn kiện được trình bày bởi ông Nguyễn Phú Trọng. Theo Tiến sĩ Vũ, phát biểu này cho thấy ba điều. Thứ nhất, là người đọc và người chuẩn bị thấy sự không cần thiết của việc chuẩn bị một văn kiện trang trọng. Thứ hai, là họ khinh thường chính những người đồng chí của mình, bởi vì khinh thường cho nên họ sẵn sàng đọc một văn bản nhảm nhí, có chữ mà không có nghĩa để những đồng chí của mình ngồi nghe mà không lo sợ bị phản bác gì cả. Thứ ba, nó cho thấy một sự bế tắc trong lý luận chính trị và sẽ mở đường cho một cuộc khủng hoảng ngay bên trong đảng Cộng sản. AFA dẫn ý kiến của ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội ở Sài Gòn cho rằng ông Tô Lâm muốn gửi đi hai thông điệp về việc định hướng tương lai. Thứ nhất, đối với đảng viên thì phải thống nhất đi theo phe của Tô Lâm để có tương lai. Thứ hai là về tương lai của đất nước. Trong bài phát biểu này thì Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ kiên định với học thuyết Mark Lenin sau đại hội 14 thì việc đàn áp những người bất đồng chính kiến sẽ càng nặng nề hơn dưới chế độ công an trị của Tô Lâm. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm. AFA tiếp tục dẫn quan điểm của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đại ở Đức cho rằng Tôi khẳng định ngay chắc chắn là không có hy vọng gì bởi cách thức ông Tô Lâm làm không một điều gì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp có thể sinh sống và làm ăn. Chúng ta thấy trước khi ông Tô Lâm lên nắm quyền lực tuyệt đối thì trên cương vị Bộ trưởng Công an đã đưa ra một loạt những văn bản luật làm cho cuộc sống người dân phức tạp hơn rất nhiều. Luật sư Nguyễn Văn Đài nhắc đến việc liên tục thay đổi mẫu giấy tờ tùy thân của công dân. Khi đó ông Tô Lâm đã nói căn cứ công dân nhựa không gắn chip sẽ được sử dụng cho đến khi hết hạn 15 năm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Ông Đài nêu dẫn chứng như sau. Hiện nay, khi đã ra thẻ căn cước công dân cuối cùng là thẻ có gắn chip điện tử thì khi những công dân đến làm việc ở ngân hàng, mở tài khoản hay đi công chứng hay các dịch vụ khác, thì các cơ quan đó đều yêu cầu phải có thẻ căn cứ công dân có gắn chip điện tử thì họ mới tiến hành làm. Tức là vô hình chung là họ đã loại toàn bộ chứng minh thư 12 số, loại thẻ căn cứ không gắn chip điện tử. Điều này đã làm cho người dân rất tốn kém và khó chịu trong đời sống hàng ngày. Chưa kể việc kiểm định khí thải xe gắn máy cũng làm cho khoảng hơn 70 người dân đang sử dụng xe gắn máy cũng gặp rất nhiều khó khăn. AFA cho biết thêm, ông Tô Lâm nói sẽ định hình sự phát triển sẽ có một chiến lược mới cho đất nước. Nhưng theo luật sư đại, những chiến lược đó sẽ không phục vụ tốt hơn cho người dân, cho đất nước, mà thậm chí sẽ thụt lùi so với những người tiền nhiệm của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Sau đại hội 14. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sư Thích Trân Quang dùng bằng tốt nghiệp cấp ba giả để hợp thức quá bằng tiến sĩ. Ngày 13 tháng 8, AFA tiếng Việt bình luận, ông Thích Trân Quang chưa tốt nghiệp trung học mà có bằng tiến sĩ theo cách nào. Theo đó, ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tỏa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách thi tốt nghiệp Bộ Tốt Văn hóa cấp 3 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại có đến hai bằng cử nhân và một bằng tiến sĩ. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA cho biết, trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông Việt đã có bằng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh vào năm 2001 tại trường Đại học Ngoại ngữ, nay là trường Đại học Hà Nội. Ông này cũng tốt nghiệp cử nhân ngành luật văn bằng 2 năm 2019 tại trường Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường năm 2021 và được trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ ngành luật hiến pháp hành chính năm 2022. AFA cũng cho biết, tháng 6 năm 2024, khi mạng xã hội loan truyền về việc ông Việt hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tiến sĩ chỉ trong 2 năm, Đại học Luật Hà Nội đã phát đi thông báo rằng ông Việt đã có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. AFA dẫn nhận xét của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng, với kết luận của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thì điều đó có nghĩa bằng của ông Vương Tấn Việt là bằng giả. Theo nguyên tắc luật pháp đã được công bố, những người có gian dối về bằng cấp như vậy, thì các bằng tiếp theo sẽ bị tước. Như vậy, ông ta sẽ bị tước hai bằng đại học và một bằng tiến sĩ. Và đây là hình tiến sĩ đoàn Trung Kiên, hiệu trưởng Đại học luật Hà Nội. Theo AFA, chuyện bằng giả ở Việt Nam từng gây xôn xao dư luận vào năm 2020 khi trường đại học Đông Đô ở Hà Nội cấp bằng cử nhân giả cho 193 người, không qua tuyển sinh và đào tạo. Trong đó, 55 người sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. AFA dẫn nhận định của giáo sư Mạc Văn Trang. Theo luật pháp, khi bằng tốt nghiệp phổ thông không có mà lại đi học đại học để lấy bằng đại học, thì bằng đại học đó không có giá trị mà bằng đại học không có giá trị thì cái bằng thạc sĩ cũng không có giá trị. Bằng thạc sĩ không có giá trị thì các bằng tiến sĩ cũng không có giá trị. Thế nhưng những cơ sở đào tạo về sau cũng không có khuyết điểm bởi vì người ta không biết được cái bằng đầu tiên là bằng giả. Như vậy, chỉ có nơi cấp bằng đầu tiên là bằng giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chính nơi cấp bằng giả tốt nghiệp phổ thông bổ túc văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh là tội nặng nhất. Vẫn theo AFA, hình ảnh được báo chí nhà nước và mạng xã hội đăng tải trước đó, cho thấy tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ tốt văn hóa của ông Vương Tấn Việt được cấp ngày 12 tháng 7 năm 1989 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục ký. Theo đó, ông Việt đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 6 tháng 6 năm 1989. Và đây là hình ông Vương Tấn Việt. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 13 tháng 8 phản hồi ông Việt không có tên trong danh sách dự thi và không có bản ghi tên, ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, ông Việt cũng không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 bổ túc văn hóa vào khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Đào tạo này. AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh từ Hoa Kỳ cho biết, ở Việt Nam cũng không chấp nhận chuyện bằng giả, vẫn có quy định để chế tài. Việc làm giả những giấy chứng nhận, tài liệu của nhà nước, đó là tội hình sự nặng chứ không nhẹ đâu nhưng rõ ràng là có cầu thì mới có cung. Điều đáng nói là không chỉ người dân có nhu cầu bằng giả, mà chính cán bộ là đối tượng mua bằng giả khá nhiều. Họ cần bằng cấp để thăng quan tiến chức hoặc hợp thức quá các chức vụ hiện hành của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sư thích chân quan dùng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để hợp thức quá bằng tiến sĩ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thạch báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.